Như tôi nghĩ, bọn trẻ hôm nay là có một con mèn bắt đầu lên mồi làm khách. Bắt đầu bảo được nha. Con này mới được 4 tháng, bắt đầu lên khách rồi. Cú cú cú. Con này đã bắt đầu gáy gù, nhưng mà mình mới cho lồng này nó hơi bị cất đầu tí nha. Con này hơi cất đầu do mình cho lên lồng bẫy để đứng làm mồi hoặc làm khách nha. Chim này được 5 tháng nha. Tầm 3 tháng nữa lên trắng đét. Clip mình làm thế thôi nha.